Tiếp nối thành công của các kỳ trước, Hội chợ triển lãm quốc tế nông nghiệp Agro Việt 2024 là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên của ngành nông nghiệp nhằm thúc đẩy, mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu kinh tế quốc tế. Thông qua sự kiện này, các doanh nghiệp, hợp tác xã có cơ hội quảng bá thương hiệu sản phẩm, giao dịch thương mại tôn vinh những sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm OCOP, nông sản đặc sản các địa phương của Việt Nam. Agro Việt 2024 có sự tham gia của 100 đơn vị trong và ngoài nước, trong đó doanh nghiệp của 36 địa phương trong nước trưng bày các sản phẩm nông sản thế mạnh tại 150 gian hàng. Gần 100 gian hàng quốc tế của doanh nghiệp các nước có nền nông nghiệp phát triển như Trung Quốc, Liên bang Nga, Hàn Quốc, Mông Cổ trưng bày các sản phẩm, dịch vụ nông nghiệp có thế mạnh của quốc gia mình. Ngoài ra, ban tổ chức còn bố trí 1.000 m2 khu triển lãm quốc tế máy móc và công nghệ chế biến sau thu hoạch, giới thiệu những tiến bộ cải tiến về máy móc, thiết bị phục vụ bảo quản nông nghiệp sau thu hoạch nhằm tạo cơ hội giao lưu trực tiếp và xúc tiến hợp tác giữa các nhà cung cấp với đối tác tiềm năng. Trong khuôn khổ Agro Việt 2024 còn diễn ra các hoạt động bên lề như diễn đàn xúc tiến nông sản Việt Nam Mông Cổ, hội nghị giao thương doanh nghiệp Việt Nam Trung Quốc, ra mắt gian hàng nông sản Việt trên các nền tảng thương mại điện tử, vân vân. Hội chợ triển lãm Agro Việt 2024 không chỉ là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá sản phẩm nông sản phẩm OCOP và các đặc sản vùng miền, mà còn là nơi kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã với các đối tác trong và ngoài nước, thúc đẩy xuất khẩu và mở rộng thị trường.